Gầy nâu. Gầy nâu là loại côn trùng chích thúc thường sống tập trung dưới gốc lúa, có thể xuất hiện và tấn công trên tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, đặc biệt là đồng trổ. Tác hại trực tiếp của gầy nâu là việc chích thúc nhựa làm cho cây suy kiệt. Khi chích vào lúa, chúng sẽ để lại trên lá thân một vệt cứng gây cản trở sự luân chuyển nước và chất dinh dưỡng của cây. Chúng không chỉ chích thúc mà còn tiết nước bọt làm phân hủy mô cây, khiến cho cây lúa dần khô héo do tắc nghẽn quá trình vận chuyển nhựa cây. Ngoài ra, những nơi gầy đẻ trứng và cắn phá còn là môi trường phù hợp cho sự tấn công và phát triển của các đối tượng cơ hội như nấm và vi khuẩn. Nếu gầy gây hại nặng thì sẽ gây trái gầy làm cho ruộng héo khô. Bên cạnh đó, gầy nâu còn là môi giới truyền bệnh virus vàng lùn luồn xoắn lá và lùn lúa cỏ. Đây là loại bệnh rất nguy hiểm vì đến thời điểm hiện tại vẫn không có thuốc trị. Bà con đang đau đầu vì gầy hại lúa, hãy yên tâm vì đã có BM40 Lút. BM40 Lút, thuốc có tác dụng diệt trừ dịch hại qua đường tiếp xúc, vì độc và có khả năng thấm sâu, hiệu lực diệt trừ nhanh và mạnh, hiệu quả tối đa. Thuốc được đăng ký đặc trị gầy nâu hại lúa. BM40 Lút gầy chết nhanh, lưu dẫn kéo dài, làm ung trứng, chống lột xác. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới sớm nhất.